Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên nha. Cây rất chi là sung luôn. Cây đang mới lên lọc lại này, thay lọc lại mới nè. Quá sung luôn nhà mình, vàng xương rất là già luôn. Xương rất là già cây. Cây này liền cốt hết nha. Cây này có mã số là 861, có hoành gốc lớn này là 30 nha. Cao là 45. Tán ngang, tán đổ chiều phóng xuống nha là 1 mét nha mình, rộng nhất nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi tạm thời là 45 x 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 3 triệu bao ship không chậu nha. Một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên, cái bộ tàn quá đẹp luôn nha mình, quá phê luôn. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu giam nó nữa thôi. Tại cái chậu này mà ship đi rất là nặng. Cây bầu rất liền cốt đều luôn. Lọc non thầy quá đẹp luôn. Cái này chỉ có thiên nhiên tạo thôi. Tay người chỉ có sắc cái uống cũng được nữa. Rồi mình xem tham khảo luôn nha. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen. Cây tàn rất là đẹp nha mình, rất là già. Cây này về lên chậu là chơi thôi, khỏi có suy nghĩ gì. Mình xem tham khảo nha, ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 861, nhà vườn xin giao lưu nhanh là 3 triệu bao ship không chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.